nhất nó không lại được một cái giá trị gì cho cô cả. Tại vì tụi cô bây giờ tiền cũng không cần. Giờ ngày mà muốn ăn nhiều hơn 3 chén cơm cũng khó. Làm những cái việc nào mà vui vẻ, thoải mái, giúp ích cho đời, dạy được cho giới trẻ những cái điều tốt đẹp, thì cái đó là cái mà cô phải suy nghĩ. Dù như cô không làm được vậy thì ít ra cũng lên cô hát, cô họ cũng nhảy động cũng được. Đi binh vực một cái hành vi xấu xa, đi binh vực một cái con người có cái đạo đức cũng có. Để cho những đứa trẻ như con không dám nói nặng cô. Tại vì thật sự tụi con, tụi cháu, mà bây giờ con đem cô ra xong rồi con nói nặng cô thì con cũng chẳng khác gì cái cô hoa hậu. Cho nên là con sẽ không có dùng những lời lẽ nặng nề để mà góp ý với cô. Cô suy nghĩ dùng lại những cái vô cái dạng như thế này. Cái người xa lạ nó bằng tuổi cháu nội cháu ngoại cô, tự nhiên nó đem cô ra nó chửi, cô thấy đáng không? Hoặc là những cái đứa mà nó, những cái bạn trẻ mà nó không có kiềm chế được, nó buông những cái lời xúc phạm nặng nề hơn nữa, rồi sau đó là con cháu cô họ đọc được họ có buồn không? Cái này là Nam nói thiệt. Trong câu chuyện này nên cô nên dừng lại. Tại vì cái sự góp ý, cái tiếng nói của cô nó cũng chẳng có giúp cho cái người cô binh vực tốt hơn. Những cái quan niệm của cô nó không giúp cho cái người cô binh vực sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Nó chỉ đánh giá một điều rằng là cô có tuổi, nhưng mà nhận định của cô đó là làm cho giới trẻ như tụi con nó coi thường. Thực sự là đôi khi ví dụ như con là con lịch sự, con có ăn có học, cho nên là con nói ra nó cũng nhẹ nhàng, nó thoải mái cho cô. Chứ nếu như mà gặp cái nào nóng tính giống như cô hoa hậu rồi á, đem cô ra nói những cái lời y như hoa hậu mà nói về Ba Tư Quốc Thâm ấy, thì có phải mình buồn không? Tự nhiên bị cái thằng nhóc ở đâu xa xôi chả biết mặt nó lên đây nói những lời xúc phạm. Là con góp ý cô như thế. Một lời nói đôi khi nó cũng không có mất tiền mua. Trong xã hội nó sẽ có nhiều cái quan điểm khác nhau, bên này kia bên nọ. Có những lúc đó là quan điểm nó bị xung đột với nhau. Nó xung đột với nhau thì mình phải tranh luận thôi, mình phải đưa ra cái quan điểm của mình thôi. Ở đây con nói là con tranh luận dựa trên cái nền tảng những cái video bên kia, tức là con là người đứng sau, là những cái nhận định của con về pháp lý, dùng những cái ngôn từ rất là lịch sự. Nhưng mà len lỏi đâu đó vẫn có những người dùng những cái từ dơ bẩn của lên người con. May là con không có xúc phạm ai mà bị vậy rồi. Đó. Bây giờ hơn thua xong rồi dùng những cái từ miệt thị nhau. Ví dụ như giờ con thấy cô con không hài lòng, hoặc là những người họ nói những cái lời không tốt đẹp, họ chửi con không hài lòng, con lên con đôi con là con dùng những từ dơ bẩn con chửi lại họ, thì cuối cùng con cũng chẳng khác họ, cũng khác họ chút nào. À, cho nên là nó mọi thứ trong cuộc sống này nó là cái sự đánh đổi. Đôi khi ví dụ như mình cho đi thì mình nhận lại, đôi khi mình cho đi rồi nó cũng đọt tròn, mình vẫn nhận một cái quả. Chứ không phải mình làm điều tốt là mình sẽ nhận về cái điều tốt đâu, đôi khi nó không phải vậy. Dung túng cho cái ác cũng là cái là. Cảm ơn Non Bùi. Rồi cuộc sống nó cũng sẽ quay vần, ai cũng sẽ trở về đúng cái vị trí của họ. Chúng ta cũng phải tự lao động để mà trang trải cho cuộc sống của mình. Chúng ta cũng phải dùng khối óc đôi tay để xây dựng cho mình một cái cuộc sống. Cũng chẳng ai xin ai được cái gì hết. Nhưng khi xảy ra một cái câu chuyện xã hội, cái tiếng nói của cộng đồng thì sẽ có cần những người như thế. Lực lượng bên kia mạnh đấy, mạnh quá mạnh. À, Nam khoe với mọi người có một cái kênh truyền thông, có một cái kênh truyền thông có hơn 4 triệu subscribe á. Có mời Nam mùng 7 tháng 9 đi quay một ứng sự, một cái dạng là tọa đàm á. Để bữa nào Nam quay xong rồi Nam up lên, Nam cho bà con xem à. Không biết là người ta có cho mình Nam không biết, hay là nó là thuộc bản quyền của người ta cũng không biết. Thì có nhận được một cái lời mời thì thôi, mình là làm thiện nguyện mà. Nếu như mà cái gì mà liên quan tới pháp lý
mà nó lan tỏa được, nó lan tỏa được cái kiến thức của Nam thì Nam nhận, nhận lời thôi. Nhưng mà có khả năng, nhưng mà giống như mình cảm giác rồi thì mình sắp mình nổi tiếng rồi, quý phúc Nam sắp nổi tiếng. Dạ chị Hà Thu, các cháu tội đó, thật sự em không có ghét đâu. Nói chung là nếu như vô tình các bạn ấy là sòi non, không ghét các bạn ấy, các bạn ấy đáng thương hơn là đáng ghét. Mình thần tượng một cái người mà người ta là một cái biểu tượng, là người ta là một người gương mẫu, ví dụ như thần tượng một cái ca sĩ cũng được, một vận động viên thể thao cũng được. Nhưng mình sẽ tán thán và chúng ta sẽ yêu thương những cái người có cái đạo đức tốt. Thì mình cứ nhìn đến cái cộng đồng của người hâm mộ, thì cái idol của họ sao, thì cơ bản là người ta sẽ copy ra những cái idol như vậy. Ví dụ như em có con em sao để nó lớn lên, nó sẽ có những cái sở thích riêng của nó. Nó thích nghe nhạc Mỹ, nó thích nghe nhạc Hàn, nó thích xem phim tàu hay là nó thích xem phim Âu, là cái chuyện của nó. Nó hâm mộ cầu thủ bóng đá hay là nó hâm mộ ca sĩ. Nhưng mà em sẽ cảm thấy em sẽ rất là buồn nếu như con em đi hâm mộ một cái người mà không có đạo đức. Em sẽ rất là buồn nếu như con em đi hộ một người mà chửi còn hơn ra dòng cổ, chửi mà không có dắt luôn á, sẽ rất là buồn. Em nói thật luôn, thì các em mà yêu thương hoa hậu thì cái đó là cái cá nhân của em ấy. Đôi khi nó sẽ có cái sự đồng cảm, đôi khi họ cùng tần số với nhau thì họ yêu thương nhau, cái điều đó nó cũng bình thường. Nhưng cái đáng sợ là nếu như các em không nhìn nhận ra được cái câu chuyện này, nó làm cho cái tư duy của các em nó bị lệch lạc. Em cổ suý việc là sống là bất chấp bằng mọi giá phải kiếm được thật nhiều tiền, rồi chúng ta sẽ lấy tiền đó rồi chúng ta làm phiền thiên hạ. Cũng trên ngồi chóc, chúng ta có thể nói bất cứ điều gì chúng ta thích. Tức là các em sẽ suy nghĩ như vậy, các em sẽ nghĩ là cứ bằng mọi giá, bằng mọi cách để kiếm tiền đó. Khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta muốn nói chúng ta nói. Khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta muốn làm chúng ta sợ như vậy. Sản sinh ra một cái thế hệ trẻ mà có cái tư duy như thế. Chứ anh, các em kêu nghệ sĩ là ba sò thì anh cũng xem tuổi chị Phương Lê đi. Phương Lê 3-4 tuổi gì đó thì chắc cũng là đàn anh. Thì chỉ là đồng cảm và xót xa cho các em thôi, chứ anh không buồn cho em. Không buồn, không giận luôn. Đôi lúc là có nói nặng anh đi chăng nữa thì anh buồn gì á, cho cái tương lai nó có màu sắc. Chứ bây giờ mà cứ một chiều hoài tương lai nó sẽ rất là buồn ngủ. Cho nên là mình cũng phải giả bộ lên cao trào xuống cao trào cho cái tương lai mình đó nó hơi có một chút màu sắc để cho khi mọi người coi đỡ buồn ngủ. Thực tế anh có biết em là ai đâu, biết em là ai á. Em chửi anh ví dụ như vợ anh nó lăn xăng, nó nhảy lên, nó đưa cho anh đọc thôi, chứ thật sự anh không có chú ý, rồi nó cũng trôi vô dĩ dãng, đúng không? Tại vì vợ anh thì đôi khi còn trẻ, cô ấy còn trẻ, mới 4 tuổi à. Cho nên là còn sân si lắm. Thấy người ta chửi chồng mình là tức, là đem lên cho chồng mình thiệt. Thật sự mà nói với anh, em bình luận vô rồi á, anh nói thiệt, anh không có để ý đâu. Những cái bình luận khen anh đọc rồi anh sướng chứ mất gì anh bình luận cái những cái bình luận mà nó tiêu cực như vậy. Cho nên là em cứ yên tâm, anh đùa với em chứ không có vấn đề gì đâu. Mà nếu như mà mình sáng suốt mình nhìn ra vấn đề thì nên quay đầu. Tại vì thực tế là cái người của em mà không ngộ nó không có đáng. Chúng ta sẽ tán thán để cùng cái người sống đạo đức chứ chưa ăn quỳ trước cái kẻ giàu có. Đương nhiên cái người giàu họ sống đạo đức, họ là Phật các nếu như mà họ giàu có mà họ còn tốt nữa thì họ là Phật, thì những người đó anh đội lên trên đầu luôn, chứ không phải là anh quỳ anh lạy họ nữa, anh đội lên trên đầu luôn. Và anh cảm thấy cái điều đó nó không có gì mắc cỡ hết. Tại vì sao? Cái người nghèo ấy, họ có muốn giúp ai đi chăng nữa, họ chỉ giúp được một hai người. Cái người giàu mà một khi họ giúp người là họ giúp được cả ngàn người rồi đấy. Nhưng mà người giàu mà sống một cái kiểu bố đời, sống trên đầu người khác, sống không biết ngày trước ngày sau, sống như thần tượng của các em thì thật sự là nên coi lại.
Xin lỗi cô chú anh chị vì nãy giờ Nam hơi lan man, hơi lan man, cho nên là phải xin lỗi. Sài Gòn đang mưa phải không mọi người? Cô chú ơi, cho Nam hỏi là Sài Gòn có phải đang mưa hay không à? Dạ em chào chị Đông. Phải không ta? Chữ Hàn Quốc là chị Đông phải không? Không phải, Hàn Quốc là chị nào á? Em chào Hàn Quốc, em chào cô nè. Mùa lớn lắm à. Em chào chị Mạng Nguyễn, Thái Nguyên, Đức Bếp, Thái Trần, Kiều Anh, Thu Nguyễn, Kim Dung, Huy Quốc. Tâm lý của em á, em nói thiệt nha. Hồi đó em là cái người đi đi bình luận dạo và cũng đi lên like, lên các cái phim like của người ta đó, và em cũng vô em bình luận. Có khi em phải bình luận 5-7 lần đó, mình cũng chỉ mong cái người like đó người ta đọc tên mình. Thực sự là mình cũng muốn người ta đọc tên mình. Đó, cho nên mà bây giờ là mình mới hiểu cảm giác là khi mà mình ngồi để mà mình chia sẻ một vấn đề gì đó, đôi khi là mình cũng không có đọc đâu, không có đọc bình luận đâu, đọc không có nổi. Thôi mà nếu như mình đọc mà bị phân tâm vào cái bình luận đó, là ý của mình nó rơi rớt hết à. À, Long An đang mưa lớn nè. Cảm ơn chị Cherry. Rồi, ok. Nói chung là trong phiên live ngày hôm nay, mình cũng trao đổi được một số cái vấn đề. Ngày mai là bắt đầu vào lễ rồi. Một lần nữa Nam xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các em có một kỳ lễ Quốc Khánh thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Đi chơi thì an toàn, đi xe thì chậm chậm. Về xin gia đình và người thân tận hưởng những ngày tháng, những 3-4 ngày lễ thật là nhiều vui nha. Chúc cho mọi người bình an trong mấy ngày lễ. Đi đâu đi, nhậu nhẹt ít thôi, chạy xe ít thôi nha. Luật sư theo thầy phải buông bỏ hết. Rồi bây giờ em chúc mọi người, rồi giờ tới mọi người chúc em đi à. Dạ em cảm ơn chị Huyền Trần. Cảm ơn chị Huyền Trần rất nhiều nghe. Tự nhiên Sài Gòn lại có một trận mưa đá đi chứ. Em ở ngoài này là mưa cả ngày à. Ngoài đảo là cứ mưa suốt ngày suốt đêm ấy. Chúc cả nhà có kỳ nghỉ là an toàn nha mọi người nhé. Mọi người có một kỳ nghỉ rất là an toàn nha. Dạ em cảm ơn chị Úc Ái, Thái Nguyễn, Lưu Linh. Xin chào. Dạ em cảm ơn chị Thủy ạ. Em thì em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn Hạnh Huỳnh, em cảm ơn Thu Nguyễn, em anh cảm ơn công chúa bóng. Dạ em cảm ơn à, em cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye mọi người nha. Dạ em cảm ơn mọi người, bye bye.